Sau thành công vang dội cùng nhiều kỷ lục mà phim Mai mang lại, Trấn Thành tiếp tục thừa thắng xông lên, không ngần ngại tiết lộ về dự án điện ảnh liên quan đến bà xã Harry Won được anh ấp ủ suốt bấy lâu nay. Tính đến thời điểm hiện tại, phim Mai do Trấn Thành đạo diễn hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ phim liên tục lập thêm nhiều kỷ lục phòng vé, thậm chí còn vượt mặt so với bộ phim Nhà bà nữ cũng do nam MC giữ vai trò đạo diễn. Với 3 phim điện ảnh đã ra rạp, Trấn Thành trở thành đạo diễn nghìn tỷ tại Việt Nam. Thứ tự doanh thu phòng vé hiện tại là Mai, gần 500 tỷ, Nhà bà nữ, 475 tỷ và Bố già, 427 tỷ. Nam nghệ sĩ trở thành đạo diễn nắm giữ 3 vị trí đầu bảng top 10 phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam. Từng chia sẻ về dự án điện ảnh Mai, Trấn Thành cho biết câu chuyện về kịch bản phim được bà xã Harry Won xây dựng, góp ý và phát triển rất nhiều. Nam đạo diễn còn tiết lộ, bà xã đã có nhiều ý tưởng giúp câu chuyện dần về Mai được hình thành một cách trọn vẹn. Khi được phóng viên hỏi về việc mời Harry Won vào vai nữ chính, Trấn Thành từng chia sẻ, tôi và vợ có một giấc mơ điện ảnh riêng. Câu chuyện của Harry Won sẽ được kể sau 10 năm nữa. Còn hiện tại, Mai là bộ phim hoàn toàn riêng biệt. Cũng qua chính tiết lộ này, nhiều khán giả đoán rằng Trấn Thành đang ấp ủ dự định làm một bộ phim về Harry Won. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ chưa chia sẻ cụ thể về điều này. Nói về quá trình tuyển chọn diễn viên cho phim Mai, Trấn Thành từng cho biết anh chỉ mời người phù hợp, không vì mối quan hệ riêng mà bất chấp, dù thân đến mấy mà không hợp vai cũng chịu, thậm chí bà xã tôi cũng không mời. Ngoài ra, Trấn Thành cũng lên tiếng về doanh thu của bộ phim Mai, nam MC cho biết những thông tin nhận định phim Mai đã vượt mốc 500 tỷ là chưa chính xác. Anh nói, mấy hôm nay mọi người cứ chúc mừng em là phim đã vượt qua 500 tỷ vì họ thấy trên số liệu của box office, nhưng thú thật là con số chính xác mà bên nhà phát hành CGHK Entertainment thống kê với em và gửi mail về hàng ngày thì chưa đến con số đó. Trấn Thành cho biết thêm, bản thân anh cũng chưa hiểu công thức tính và công nghệ thống kê của box office là như thế nào để ra được con số trên 500 tỷ đồng tiền doanh thu đó. Con số đó chỉ tương đối đúng so với thực tế, chứ không chính xác hoàn toàn. Sai số của nó có thể dao động từ 5 đến 10%, tùy thời điểm, Trấn Thành nói. Trấn Thành còn cho biết, sở dĩ anh phải nói rõ điều này để tránh khán giả hiểu lầm là tại sao doanh thu của phim Mai trên box office đã qua 500 tỷ đồng mà Trấn Thành đưa poster toàn những con số thấp hơn. Trấn Thành cũng khẳng định, box office là một đơn vị độc lập, không nằm trong hệ thống phát hành của phim Mai nên độ chính xác chỉ mang tính tương đối, chỉ để tham khảo. Còn con số Trấn Thành công bố mới là con số chính xác được thống kê bởi nhà phát hành chính thức của bộ phim là CGHK Entertainment, Trấn Thành thông tin thêm. Nếu tính đến 18 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2024, ghi nhận trên box office, doanh thu phim Mai của Trấn Thành đã cán mốc 476 tỷ đồng, trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Trước đó, kỷ lục này thuộc về phim Nhà bà nữ với doanh thu 475 tỷ đồng, nhưng nó đã nhanh chóng bị phá vỡ. Được biết, để phim Mai có được thành công như hôm nay, Trấn Thành đã phải đầu tư không ít từ tiền bạc cho đến tâm huyết. Tôi đã đầu tư một khoản khá nặng tay để có được những hình ảnh chất lượng. Đặc biệt nhất, tôi muốn nhiều máy quay xịn, dựng lại chung cư, trả thêm tiền lương cho diễn viên. Dự tính phim quay 30 ngày mà dôi ra 47 ngày nên chi phí đội lên rất nhiều. Một phim tình cảm mà kinh phí cỡ gần 50 tỷ đồng là khá nhiều, Trấn Thành chia sẻ. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng dự án điện ảnh Mai thành công vang dội như vậy là phần thưởng rất xứng đáng với những điều mà Trấn Thành đã bỏ ra, nghiêm túc với nghề đạo diễn.